Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 106. Quý phú vội vã trở lại từ nha môn, nói rằng quý Diệu Đình đã cùng nha dịch vào nhà lấy bút tích của quý thị trở lại. Quý anh anh khuyên quý thị, dù sao đã trả tiền phòng một đêm, bên ngoài gió tuyết càng lúc càng nhiều. Nương cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi, khách sạn cách nha môn không xa, có tin tức gì ta sẽ cho Tương Nhi đi một chuyến. Quý thị dịu dàng cười nói. Hôm nay sẽ không thẩm vấn lại đâu, ngươi cứ đi đón huynh trưởng của ngươi đi, chúng ta sẽ về nhà. Quý anh anh sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng. Dương gia đã quyết định can thiệp, huynh trưởng của Dương phu nhân làm việc ghi chép ở châu phủ Nha Môn. Trước khi nhận được tin tức từ quý gia, chắc chắn họ sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian dù sao cũng liên quan đến tính mạng của tôn thất cáo mệnh phu nhân. Dương Tĩnh Uyên lại hợp ý với chính mình, cũng là con của vợ kế. Dương gia vốn chỉ là một đại thương hổ, tuyệt đối sẽ không vì chuyện tình cảm mà để toàn gia tộc gánh nguy hiểm. Quý anh anh liếc nhìn mẫu thân, hết sức khâm phục ánh mắt của bà. Dương phu nhân đề nghị, mẫu thân quyết định chắc chắn sẽ không sai. Nghĩ đến đây, nàng thả lòng mọi lo lắng và băn khoăn cảm giác nhẹ nhõm như mọi chuyện đã kết thúc. Vậy ta cùng quý phu thuốc đi đón ca ca. Quý anh anh để quý mama ở lại chăm sóc mẫu thân, rồi dẫn theo tương nhi rời đi. Khi đến cửa nhà môn, quý phu thấy quý diệu đình và cẩn Sư gia đang tranh luận lớn tiếng, hắn liền dừng xe bên cạnh. Quý anh anh nhìn thấy ca ca, đúng như mẫu thân đoán, không có thẩm vấn tiếc. Trong lòng nàng tràn ngập niềm vui, vén màn lên và cười với quý diệu đình. Cận sư ra mặt trầm như bầu trời u ám, lạnh lùng nói. Hai ngày nữa mở công đường, tài hạ sẽ ở cửa nha môn chờ quý lang quân. Gió tuyết quá lớn, an ninh ngày mai sẽ mang tài liệu đến quý gia. Quý diệu đình cũng không muốn nói thêm với hắn, chắp tay rồi quay người lên xe la rời đi. Cận sư ra nhìn xe la ngày càng xa, từ từ đưa tay vào trong tay áo, tròm dâu nhỏ trên môi nhếch lên, ánh mắt đầy khói mù một võ sĩ hán tử mặc đồng phục dắt hai con ngựa đến bên cạnh hắn, oán hận nói. Sư gia, đã điều tra xong, quý gia dám sinh lòng khác và thông đồng với dương gia. Dương Thạch Thị đi khách sạn gặp quý nhị nương, huynh trưởng của nàng, Thạch Tòng Quân, khuyên bảo thái thú kéo dài thẩm án. Theo ta, chủ tử quá nhân từ, nên bắt hết ba người quý gia, ta có trăm cách khiến họ giao ra bí mật, dạy an ninh kỹ thuật. Việc này phải hỏi ý kiến chủ tử. Đi thôi. Cách Kích Châu Thành 10 dặm về phía đông có tòa tháp Tử Sơn. Núi từ bắc đến nam vắt ngang cửu đỉnh, thời đường gọi là cửu đỉnh Hoa Sen Sơn. Sau do tên núi quá phổ biến, trên núi lại có tháp và miếu, nên dần gọi là Tử Sơn. Tử Sơn không cao, núi có địa thế thoải. Từ chân núi đến tháp miếu có một khu rừng mai lớn tươi tốt. Mùa đông đến, hương mai thơm ngát, hương tuyết tựa như biển là cảnh đẹp nhất của ích châu thành. Hai chiếc xe ngựa dừng trước cổng miếu trên núi. Dương tứ lang xuống ngựa, xoa tay rồi mở cửa xe. Cha, nương, xuống xe đi. Hắn đích thân giúp Dương nhị lão ra và Dương Châu thị xuống xe. Thở ra một hơi nói: ở đây tuyết rơi nhiều hơn trong thành, nhưng thời tiết vẫn chưa đẹp, không phải là ngày tốt để ngắm mai. Trời âm u như mặt mẹ kế vậy. Dương nhị lão ra liếc xéo hắn một cái nói. Nói linh tinh gì thế? Mẹ ngươi chẳng phải vì ngươi mà bất chấp gió tuyết để dâng hương sao? Rất hiếu thuận với mẹ ngươi. Đằng sau, các nha đầu bà tử đồng loạt xông lên đỡ Châu thị. Châu thị trong lòng lẩm bẩm, không biết tại sao lão gia nhất định phải gọi nàng nói về giấc mộng tối qua, hôm nay nhất định phải lên Tử Sơn dâng hương. Nghĩ tới đã đến đây, thắp nén hương và cầu nguyện cũng là chuyện tốt. Nàng cười nói, dâng hương cầu nguyện mà ngồi kiệu đi lên thì khó tránh khỏi bất kính với bồ tát tứ lang người hãy theo mẹ lên đi đoàn người đi theo bậc thang trên núi khi đến tháp miếu châu thị thở ra một hơi hai tay chắp lại thành chữ thập rồi nói lẩm bẩm người quản sự trong phủ đã sớm chuẩn bị tốt trong miếu người tiếp khách đứng bên cạnh tượng phật di lặc cười tươi đón châu thị đi vào khi đến cửa đại điện dương nhị lão gia không vào ta đi rừng mai uống rượu ngắm cảnh. Sau khi thắp hương xong, các ngươi về sân nhỏ nghỉ ngơi trước. Không cần chờ ta ăn cơm. Dương Tứ Lang cũng không kiên nhẫn dâng hương, kêu lên. Cha, ta và ngươi cùng nhau. Dương nhị lão ra chừng mắt nhìn hắn một cái nói. Mẹ ngươi là vì ngươi mà tới dâng hương, ngươi ở lại bồi mẹ. Hắn dẫn theo bốn người hầu một mình đi. Dương Tứ Lang nhếch miệng, hắn cảm thấy hành vi của phụ thân hôm nay rất khác thường. Đi ngắm mai có cần thiết mang theo bốn hộ vệ không? Tứ lang Châu thị muốn nhi tử bồi, cười hì hì gọi hắn. Dương tứ lang bất đắc dĩ, chỉ đành phải vào đại điện. Tuyết rơi liên tục hai ngày, làm hương mai thêm đậm, trôi nổi khắp nơi. Rừng mai phía nam tháp miếu có một bụi cỏ lau, trên bàn đá và ghế đá được phủ đầy gấm dày, bốn phía là chậu than đang cháy rực. Bên ngoài căn nhà tranh, hai gã sai vặt đang bận rộn nấu nước pha trà, trong bồn rửa xếp đầy bình rượu. Dương nhị lão gia dẫn theo người hầu đi vòng qua phía nam. Từ xa nhìn thấy căn nhà tranh mái cong, hắn dừng bước. Sau một chút do dự, hắn tiến vào con đường nhỏ trong rừng mai. Đi một quãng ngắn, qua những cành cây thưa thớt, có thể thấy rõ toàn cảnh căn nhà tranh. Bên trong, có một nam tử ngồi quay lưng về phía dương nhị lão gia. Dương nhị lão gia không khỏi quay đầu nhìn quanh. Phía trước nhà tranh là một mặt thạch dốc bóng loáng, bên này là rừng mai rậm rạp, tầm nhìn rất thoáng đạt. Xung quanh chỉ có hai gã sai vặt đang bận rộn, không có ai khác. Hắn dẫn theo người hầu đi tới. Khi đến gần căn nhà tranh, người hầu của hắn đột nhiên rút đao, hai người cầm đao chắn trước mặt hai gã sai vặt. Hai người khác che chở dương nhị lão ra vào nhà tranh. Ngoài dự đoán của mọi người, hai gã sai vặt không lộ vẻ kinh hoàng, nam tử kia phảng phất như không nghe thấy tiếng đau rút, vẫn thản nhiên uống rượu. Dương nhị lão ra lạnh lùng nhìn nam nhân ngồi quay lưng với mình nói. Ngươi là ai? Tại sao lại bỏ thư vào án kỷ trong phòng ngủ của ta? Nam tử từ từ xoay người lại, làn da mạch lạc, khuôn mặt gầy gò, đồng tử và cổ lộ ra những sợi lông trồn đen nhánh sáng bóng. Ta họ thịnh, lục mũi mời rượu, sao có thể không uống một chén? dương nhị lão gia sao không ngồi xuống trò chuyện sự chân tĩnh và phong thái của hắn khiến dương nhị lão gia hơi giật mình hắn ra hiệu người hầu tu đao lùi ra ngoài căn nhà tranh dương nhị lão gia mở áo khoác ngồi đối diện thịnh lang quân sau lưng hắn là thạch dốc chống trải đối diện là thịnh lang quân gã sai vặt và người hầu của mình điều này khiến hắn cảm thấy an toàn hơn thịnh lang quân cầm bình rót rượu uống trước một ly Người nhẹ nhìn về phía Dương Nhị Lão Gia. Nhớ tới lời trong thư, Dương Nhị Lão Gia cắn răng bưng chén uống. Hắn đặt cây ly xuống, thấp giọng hỏi. Ngươi là ai? Thịnh lang quân bình thản nói. Trong thư ta đã không nói rõ sao? Ta có thể giúp ngươi đạt được sản nghiệp của Dương Gia. Nếu ngươi không muốn làm gia chủ Dương Gia, sẽ không cùng ta uống rượu. Ngươi xem thường Dương Mỗ. Dương Nhị Lão Gia hiếp mắt, đột nhiên ném cái chén trong tay xuống đất đây là tín hiệu đã bàn trước, bốn người hầu công phu không tồi, nhảy vào đình. Bốn lưỡi đao cùng chĩa vào cổ thịnh lang quân. Thịnh lang quân quay đầu, thấy lưỡi đao sáng như tuyết bên cổ, hắn thổi một hơi, vài sợi lông trồn bị lưỡi đao chặt đứt, bay xuống. Hắn chật chật khen. Đao tốt, cầm vương dương gia phú quý thật, hồ vệ cũng dùng đao thổi lông quyết đoán bảo đao. Dương nhị lão gia hư lạnh. Người không nói lai lịch, Đừng trách ta chói ngươi đi gặp đại ca ta." Thịnh Lang Quân đưa tay, người hầu căng thẳng quát, "Đừng động." Hắn chỉ vỗ tay một cái. Hoa mai trên tuyết tuôn rơi, bên rừng mai bỗng xuất hiện một hàng hắc y nhân, cầm cung tên nhắm vào căn nhà tranh. "Ta muốn ngươi chết, khi đưa tin có thể mang theo đầu của ngươi." Thịnh Lang Quân thu nụ cười, lạnh lùng nói. "Chương 107. Dương nhị lão gia thề rằng khi hắn bước vào rừng mai, hắn đã nhìn thấy rõ ràng và xung quanh hoàn toàn không có ai. Hắn và Châu Thị đã ngủ trước, hắn cũng có thể thề rằng với tường cao và nhiều hộ vệ của Dương Gia, không thể có ai lạ xông vào phòng ngủ của hắn. Thịnh Lang Quân thể hiện thực lực của mình, khiến Dương Nhị Lão Gia căng thẳng đến mức giật mình. Gọi người của ngươi đặt cung tên xuống và lùi lại, nếu không... Một mũi tên bay vèo qua, ngay sau đó là một tiếng trầm đục đao rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Dương nhị lão ra giật giật khóe mắt, chưa kịp nhắm mắt. Khi người hầu trung thành định dùng đao ép thịnh lang quân làm con tin, hắn hoàn toàn không thấy mũi tên từ đâu đến, chỉ biết rằng nó đã trúng vào cổ tay người hầu, khiến người hầu phải ném đao đi. Người hầu nắm lấy cổ tay phải, mồ hôi đau xuất hiện trên chán. Mũi tên không xuyên qua cổ tay, thủ đoạn, nó là cành đi đầu không có đầu tên thịnh lang quân nhìn dương nhị lão gia và lạnh nhạt nói ta không muốn làm hại người của ngươi đây là thành ý của ta ngươi rốt cuộc là ai dương nhị lão gia không yên tâm hỏi dương gia có quy tắc gia đình từ xưa để gia nghiệp không suy tàn con cháu phải đoàn kết người thừa kế dòng chính của gia đình sẽ kế thừa tám phần của cải của dương thị gia tộc các bô lão trong tộc nếu không phải người thân cận chỉ có thể có được hai phần của cải Dòng chính truyền đến thế hệ này đã phân ra thành ba phòng. Dương lão thái gia trước khi mất đã chia gia sản, đích tôn quản lý đất đai, nhận chức gia chủ, thừa kế các sách vở về nghề dệt cầm của Dương gia. Các nhà máy, cửa hiệu và rừng dâu đều thuộc về đích tôn. Nhị phòng và tam phòng chia nhau năm cửa hàng và hai trang trại làm của riêng. Thế hệ này, tám phần của cải lại chia thành 10 phần. Dương đại lão gia phòng này được chia 8 phần. Dương nhị lão gia và Dương tam lão gia vì là con trai trưởng, khi Dương lão thái gia qua đời, đã được chia hai phần còn lại. Cả hai đều là đích tôn của dòng chính, từ nhỏ Dương nhị lão gia và Dương tam lão gia đều được gia chủ giáo dục, học về nghề dệt cầm. Dương đại lão gia lớn hơn hai huynh đệ 15 tuổi. Vì tuổi tác chênh lệch lớn, ba anh em không thể chơi chung với nhau. Khi Dương nhị lão gia trưởng thành và tỉnh ngộ, Dương đại lão gia đã kết hôn theo lão thái gia học cách quản lý gia nghiệp. 20 năm trước, Dương Nhị lão gia còn chưa có tham vọng trở thành gia chủ. Khi Dương Đại lão gia mê mẩn Liễu Di nương và bỏ mặc địa chủ, để lại gia nghiệp cho con trai và đại phu nhân, Dương Nhị lão gia không hài lòng. Hắn chỉ lớn hơn cháu ruột 10 tuổi, khi còn trẻ trung khỏe mạnh, hắn là trưởng bối, sao phải khom lưng nhìn mặt cháu? Tứ lang lớn hơn trường tử của Dương Tĩnh Sơn 6 tuổi, chẳng lẽ tương lai tứ lang cũng phải cúi đầu trước cháu mình. Châu thị suốt ngày nhắc nhở, lời nàng như gió bên gối thôi. Dương nhị lão gia cảm thấy nếu không cố gắng, dù là đích trưởng chi đích tôn của dòng chính, ba đời sau chỉ có thể sống dựa vào hơi thở của đại ca. Đại ca đã già, 60 tuổi rồi, không còn nhiều ngày để sống, dương nhị lão gia có tham vọng. Người thần bí trước mắt có phải là người của đại ca không? Nếu đại ca muốn tính kế mình và tam đệ, thu hồi hai phòng và hai phần của cải, để lại cho con trai đại ca tất cả chướng ngại, thì sao? Dương gia đã từng trải qua hai thế hệ, dòng chính từng xảy ra chuyện anh em tranh giành gia chủ. Ông cố có sáu anh em, nhưng chỉ còn lại hai người sống sót. Ông cố chỉ sinh một người con trai trưởng là lão thái gia. Con của vợ kế sau khi kết hôn đã ở riêng. Dương nhị lão gia không thể không đề phòng Dương đại lão gia tính kế mình. Thịnh lang quân phất tay, người giữ cung tiễn trong rừng mai lặng lẽ rời đi. Bốn hộ vệ đều là tâm phúc của mình, Dương nhị lão gia không muốn họ biết quá nhiều. Đi xuống đi. Ngay cả người pha trà và nấu rượu đều phải cách xa gian liều. Dương nhị lão gia nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn tin tưởng rằng không ai khác nghe thấy cuộc trò chuyện. Ta là ai không quan trọng, Dương nhị lão gia chỉ cần nghe lời ta nói một chút là đủ rồi. Thịnh lang quân không định tiết lộ thân phận của mình. Như tứ lăng nói, hôm nay không phải là thời tiết tốt để thưởng mai. Bầu trời u ám, mây dày xám cho, tuyết không rơi nhẹ nhàng như hoa. Tuyết bị gió rét thổi mạnh, rơi như hạt mưa. Tuyết đập vào gian lều, phát ra tiếng sột soạt. Thịnh lang quân đã rời đi từ lâu. Dương nhị lão gia ngồi một mình trong gian lều, ngẩn ngơ giống như một tia lửa rơi vào đống cỏ khô đôi mắt hắn bừng lên ngọn lửa hắn nắm chén rượu uống cạn chén rượu đã lạnh thở dài thật là độc thịnh lang quân hẹn dương nhị lão gia thưởng mai tại tháp tử sơn sau giờ ngọ a à ninh mới mang theo một xe thuốc nhuộm đến quý gia quý thị đã quyết định tảng đá đè nặng trong ngực đã được truyền đi bệnh cũng đỡ hơn ba mẹ con đều ngồi trong chính sảnh chờ đợi a à ninh hôm nay ăn mặc khác hẳn lần trước tóc búi ô truy lưu loát, mang một chuỗi hạt ruby, giữa chán có một viên rủ xuống. Nàng mặc áo hồ phục màu đỏ cổ lớn và tay áo chật hẹp, đi đôi ủng thiêu hoa bằng da hưu. Bên hông nàng cắm một thanh đoàn kiếm. Quý anh anh cũng mặc hồ phục, so với an ninh thì ít khí thế hơn. Nàng ngồi cạnh quý thị, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, đúng rồi, an ninh không giống một tiểu nương tử bình thường. Nàng giống một chiến sĩ hơn bước vào phòng khách, an ninh lần này làm lễ theo kiểu nam tử, chắp tay, hướng về quý thị hành lễ. Phu nhân khí sắc tốt lên rất nhiều, ngồi đi. Ngày quan phủ đến sách cầm, thịnh lang quân ngồi ở vị trí hiện tại của an ninh, thản nhiên quan sát. Quý thị chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, liền cảm thấy một loại khoái cảm trả thù. Đáng tiếc, nàng không thể tận mắt thấy sắc mặt của thịnh lang quân. Quý ma ma mang một thùng gỗ nặng đặt trước mặt A Ninh trên bàn. A Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đưa tay mở nắp thùng. Tổng cộng là 450 lượng vàng, tương đương 4 ngàn quán. 2 ngàn quán là số tiền tụ thái các còn thiếu nợ. 200 lượng còn lại là số tiền tiểu nữ thiếu nợ thịnh lang quân nhân sâm. 50 lượng là lãi suất. Một trường quý có thể bất cứ lúc nào cầm phiếu nợ để nhận một nửa số vàng. Số vàng còn lại, xin A Ninh tiểu nương tử truyền lời đến thịnh lang quân hắn có thể cầm khế ước để đổi về phần triệu gia thiếu nợ quý gia sẽ trả sạch quý thị nói xong cảm thấy rất thoải mái a ninh đóng lại nắp thùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn trà quý anh anh nheo mắt nhớ tới thịnh lang quân cũng đã làm động tác tương tự quan hệ giữa nàng và thịnh lang quân là gì nàng đang suy nghĩ làm thế nào để uy hiếp quý gia sao a ninh nhìn thẳng vào quý thị quý phu nhân đây là muốn hối hận hẹn không phải là hối hận hẹn, mà là không còn bị chủ tử của ngươi uy hiếp nữa. Quý thị không khách khí nói. Thịnh lang quân đã răng thiên la địa võng, khiến nhà ta bốn bề khốn đốn, không thể không đáp ứng nhường bí truyền. Hiện thời, hắn răng lưới rách, tự nhiên cá trong lưới sẽ nhân cơ hội bơi về sông. Đáng tiếc là tỷ tỷ của ta, ham lãi nặng, sau hai mươi năm vẫn còn để hãm hại ta, người mà nàng chẳng thèm ngó tới. Uổng phí tính mạng, chuyển lời đến thịnh lang quân, làm những việc thương thiên hại lý như vậy, sẽ gặp báo ứng. Có, một tiếng kiếm ngân vang, A Ninh bị lời nguyền rủa của quý thị đối với chủ tử đánh chúng. Nàng rút kiếm bên hông, hướng thẳng vào quý thị, đôi mày thanh tú nhuyến cao. Nếu không phải chủ tử có lệnh, ta sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 108. Quý Diệu Đình và Quý Anh Anh đồng thời rút kiếm và nhảy dựng lên, chắn trước quý thị cả hai đều không ngờ đối phương lại đột ngột trở mặt và dùng binh khí. Quý Diệu Đình tiện tay cầm chiếc ghế bành mình đang ngồi, còn Quý Anh Anh rút cây chổi lông gà từ bình mai bên cạnh. Quý Anh Anh giận dữ nói. Ngươi và chủ tử của ngươi là một lũ cường đạo, ép gia đình ta giao bí truyền không thành, giờ còn muốn giết người diệt khẩu sao? Quý Mama ma, gọi người, đóng cửa đánh chó. Nàng không tin an ninh, mới mười mấy tuổi, có thể đối phó được 10 vú già khỏe mạnh của nhà họ quý. A à Ninh đưa món tay lên môi và huyết sáo. Hai người đàn ông trang phục đen đột nhiên nhảy xuống từ nóc nhà, ngăn ở cửa chính của phòng, đối diện với quý mama đang định chạy ra ngoài. Quý mama thấy đối phương còn có trợ thủ, dựa vào vóc người to lớn, vuốt tay áo phải định đẩy ngăn trở đường đi, vừa chạy ra ngoài vừa gọi. Đến người A. Vừa kịp gọi một tiếng, ngực của nàng đột nhiên đau dữ dội thân thể bị đá bay ma ma quý anh anh hoảng hốt chạy tới đỡ nàng dậy quý ma ma người sao rồi quý ma ma bị đá suýt chút nữa tắt thở miệng mở rộng mãi không nói được quý anh anh xoa ngực nàng tức giận quát có gan các ngươi giết cả nhà chúng ta chết cũng không giao bí truyền cho các ngươi a à ninh khinh bỉ nhìn nàng một cái trở tay đốt kiếm lại vào vò. là chủ tử nhà ta nhân từ tha mạng cả nhà ngươi. Đừng tưởng rằng dựa vào dương gia thì có thể vênh váo. Nàng lấy ra hai tờ giấy nợ từ trong ngực đặt lên bàn, cười lạnh nói. Trước khi ta tới, chủ tử đã phân phó. Nếu nhà ngươi không thay đổi ý định, giao bí chuyển nhuộm màu, mọi người còn có thể làm bằng hữu. Nếu đổi ý, hiệp nghị từ đây thôi, chủ tử nhà ta cũng sẽ không nhân từ nữa. Đây là hai tờ khế ước, quý phu nhân cất kỹ. Cáo từ. Hai người đàn ông vào, nâng lên dương tiền, vây quanh an Ninh nghênh ngang rời đi. Quý thị nhíu mày nhìn bọn họ rời đi, không có cảm giác nhẹ nhõm. Mượn sức dương ra để đuổi đi thịnh lang quân, đối phương sao có thể chịu yên. Ngày mai trên công đường liệu còn khởi sóng gió gì không? Quý ma ma lúc này thở phì phò, xoa ngực giận dữ không thôi. Cường đạo, một đám cường đạo, ma đã biết họ là cường đạo, còn xông tới làm gì? Quý anh anh thấy nàng mạnh khỏe, không bị đá tổn thương, thở phào nhẹ nhõm, đỡ nàng dậy. Không lâu sau, Lý Mama trở lại bầm. Phu nhân, nhóm người kia rời đi theo hướng tam đạo yển vào thành. Nàng gọi hai tiếng, quý thị không phản ứng. Quý Diệu Đình mới nhận ra mẫu thân không bình thường. Nương, người sao vậy? Quý thị hoàn hồn, tâm tư nàng nặng chịu, lại bắt đầu mệt mỏi. Không có gì, đi đi. Lý Mama niệm Bồ Tát phù hộ mong rằng vĩnh viễn không phải gặp lại họ quý thị cho quý ma ma đi nghỉ lo lắng nhìn con trai nói ngày mai mở đường cận sư gia sẽ không xuất hiện nhà chúng ta chỉ có thể dựa vào dương gia hòa giải đại lang ngươi có sợ không quý diệu đình cười nói có lý đi khắp thiên hạ dù cho nàng ta nói suông không có chứng cớ nương cứ yên tâm đến lúc này đã hoàn toàn lật mặt với thịnh lang quân quý thị cũng không còn gì phải lo lắng hôm qua đã gửi thư trả lời cho Dương gia. Dương Thạch Thị hào phóng, đêm đó đã sai người mang một ngàn lượng hoàng kim tới nhà họ quý, nói rõ là xính kim cho quý anh anh. Quý Thị tự nhủ rằng Dương gia là đại tụ che chở, Dương Tam Lang không sai. Nhìn thấy số vàng, lòng nàng vẫn chua xót. nàng gọi quý anh anh. Anh anh, lại đây. Quý anh anh giúp nàng về phòng nằm xuống, đắp kín mền. Nương, con biết ngài muốn nói gì ngài quyết định rồi con không có gì phản đối nhưng nếu lại gần dương gia sổ sách sẽ còn tiếp tục nương lo rằng sau này con ở dương gia sẽ không ngẩng đầu lên được là mẫu thân nàng muốn nhiều hơn một chút tối qua tâm phúc của dương thạch thị là trần ma ma đến mang theo canh gián của dương tĩnh uyên đổi qua canh gián hôn sự này đã định đính hôn còn phải đợi dương tĩnh uyên trở lại hoàn tất lễ nghi hai nhà lại thương nghị hôn kỳ gặp nữ nhi bình tĩnh, không vui sướng, cũng không yêu sầu. Quý thị càng thêm ái náy. Anh anh, dương gia nói một ngàn lượng vàng là xính kim. Hiện tại trong nhà chi tiêu, tương lai nương cùng ca ca ngươi sẽ bù đắp cho ngươi. Nhà mẹ đẻ đem xính kim hoa tám phần, nói ra chọc người chê cười. Quý anh anh căn bản không quan tâm. Hoán hoa phường nhuộm quanh năm lợi nhuận mấy trăm sâu tiền, tẩu tử vào cửa liền lưng một số lớn khoản nợ, sao mà chịu nổi thấy mẫu thân kiên trì, nàng bĩu môi nhắc nhở: "Nương, dứt ra không đơn giản chỉ thú người tức phụ về như vậy. Con muốn vì Dương ra trước cẩm xuất lực, tương lai ngài muốn trả lại cho con, chẳng phải là bồi nữ nhi lại bồi tiền. Tính ra sao? Đừng nói trong nhà dùng tám phần, chính là cho con 500 quán, cũng là dày gà." Quý thị không nói thêm, bảo nàng đi. Nàng không ngủ được, gọi Lý Mama đến bắt đầu tính toán trong kho phòng để tích góp đồ cưới cho quý anh anh. Lá cây hoàng giác thụ nửa khô nửa vàng, chưa rụng hết. Qua cặp cây nhìn ra xa đằng viên, quý anh anh dừng bước. Mấy tháng ngắn ngủi, nàng như trải qua cả đời dài răng rặc. phảng phất mấy tháng sống trong mộng cảnh, những hoa đưa tin, xem đèn, chuyện cũ không chân thực. Nhớ tới triệu tu duyên, nàng chỉ còn nhớ đêm đó ở triệu gia giữa tợn chán ghét lần này ta thực sự phải lập gia đình thật sự không phải là ngươi hết thảy đều kết thúc hình ảnh dương tĩnh uyên lại trở nên rõ ràng quý anh anh chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về dương tĩnh uyên giờ đây không cần cố gắng suy nghĩ những gì nàng từng bỏ qua đều hiện ra nàng không thể hình dung tâm trạng của mình kết thân trong tình hình này nàng không cảm thấy vui sướng cũng không ghét hoặc nói nhớ lại những lúc bên dương tĩnh uyên nàng còn mong đợi mong đợi gì nàng cũng không rõ quý anh anh cuối cùng ngẩng đầu ngắm nhìn đằng viên trời lạnh âm u tuyết rơi sột soạt rơi xuống đất hóa thành nước cửa sổ đằng viên đóng chặt nàng nhớ ra chưa xem lá thư của dương tĩnh uyên chân tướng đã bày trước mắt nàng tò mò dương tĩnh uyên viết gì tối qua đổi thiếp canh lăng nhi và tương nhi kích động vô cùng nghe nói hai người trong sương phòng cả đêm bàn luận thiêu bao nhiêu hà bao làm bao nhiêu khăn. Sáng nay hai người đều đỉnh bầm mắt, làm nàng giật mình. Vội đuổi họ về ngủ. Có lẽ nhị tỳ còn đang ngủ, trong sân hết sức yên tĩnh. Quý anh anh không bảo họ, một mình vào phòng ngủ. Lấy từ hộp nữ trang ra lá thư, thư viết rất đơn giản, coi chừng triệu ra. Quý anh anh cười, món tay vuốt qua bốn chữ đó. Chữ viết đẹp, nàng tháo giày, lên giường nằm lá thư áp trên ngực, nàng không ý thức ngủ thiếp đi. Nàng lại mơ về đêm đó ở triệu gia, không thể động đậy triệu tu duyên đưa mặt tới gần, mùi rượu quấn quýt nơi chóp mũi. Hắn đột ngột nắm cổ nàng, làm nàng khó thở, quý anh anh phản xạ dãy rủa đột ngột tỉnh táo. Đây không phải là bóng đè, nàng mở mắt, mặt thịnh lang quân phóng đại trước mắt. Hắn một tay đè cổ tay nàng, tay kia giữ cổ nàng. Tỉnh rồi. Ta muốn dùng thêm sức, cắt đứt cổ ngươi. Quý anh anh dãy rùa. Còn muốn đạp ta, ta sẽ cắt đứt chân ngươi. Nàng dùng mình, nhịn xuống không động đầy. Chương 109 A à Thịnh tịnh cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đen láy của hắn lấp lánh ánh sáng. Nàng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ hơi thở của hắn, liền nhắm mắt lại. Nàng tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, vì căng thẳng, hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, canh mũi khẽ run, Lông mi không ngừng rung rinh. Điều này khiến A Thịnh nhớ lại lần đầu gặp nàng ở Triệu gia. Khi không thể phản kháng, nàng giống như con ốc sên gặp nguy hiểm, nhắm mắt lại rút vào vỏ, mặc kệ số phận. Ai nghĩ rằng nàng mềm yếu dễ bắt nạt, nàng chắc chắn sẽ lộ ra bộ răng nhọn. Hắn không thích cách nàng nhắm mắt mặc cho số phận. Hắn cố ý buông lỏng lực kìm kẹp, đến gần bên tay nàng và nhẹ nhàng nói: "Quý gia từ chối thiện ý của ta." ta đã suy nghĩ cả đêm về cách trả thù. Hơi thở của hắn như lông vũ khẽ chạm, tai của quý anh anh ửng hồng. Nàng cảm thấy hắn ngày càng gần hơn. Khi môi hắn lướt qua tai nàng, nàng liền cắn mạnh vào cổ hắn. A à thịnh nhanh hơn nàng dự đoán, ngay lập tức buông tay và đứng thẳng dậy. Hắn dựa vào cột giường, cười lớn tiếng đầy thỏa mãn. Khi ở tháp Từ Sơn với nhị lão gia, hắn đã uống rất nhiều rượu. Giờ đây nhìn quý anh anh phẫn nộ nhảy xuống giường hắn nhớ đến con hổ già mà hắn nuôi con hổ ấy cũng phẫn nộ rú lên khi bị người khác nắm gáy quý gia chọn đầu nhập vào dương gia, phá vỡ kế hoạch của hắn khiến hắn rất tức giận hắn đến để dạy nàng một bài học nhưng rồi lại chỉ trêu chọc nàng a à, tịnh lắc đầu tự hỏi liệu mình đã tỉnh rượu chưa hắn không hạ giọng không sợ ai nghe thấy quý anh anh sau khi giận dữ liền hoảng sợ hỏi Ngươi đã làm gì với tỷ nữ của ta? Chỉ làm cho các nàng ngủ thêm một lát thôi. Nhưng nếu ngươi muốn thét lên, gây phiền phức cho ta, ta không đảm bảo sẽ không giết người. Quý anh anh nắm chặt tay. Hôm nay ta bàn một vụ mua bán. Tâm trạng không tệ, nghĩ tới việc phải rời ích châu phủ, ta cố ý đến cáo từ. A à Thịnh ngồi xuống chiếc kỳ trà bên cạnh, tự nhiên lấy bình rót chén nước uống. Nếu có võ lực, nàng chắc chắn sẽ đánh chết hắn. Quý anh anh chỉ có thể thấp giọng mắng. Tại sao ta không cho vào chút thuốc độc cho ngươi? A à, thịnh người lớn. Thật đáng tiếc, uổng công ta đã nhân từ với quý gia như vậy. Hai chữ. Nhân từ. Hôm nay quý anh anh đã nghe hai lần. Một lần là nghe A Ninh mô tả thịnh lang quân, lần khác là do hắn tự biên tự diễn. Nàng chưa bao giờ gặp ai không nói lý lẽ như hắn. Rõ ràng hắn đã mọi cách hãm hại và tinh kế với quý gia lại làm ra vẻ vì tốt cho quý gia. Quý anh anh mỉa mai nói. Nhân từ ép như thì thiếu nợ khổng lồ, đốt phường nhuộm của nhà ta, phá hủy thuốc nhuộm, vô sỉ cướp đoạt bí truyền của nhà người ta, còn dám nói đây là nhân từ. Từ xưa đến nay, bí truyền là mạng sống của thợ thủ công. Cướp bí truyền của người ta, chính là kết thù, dựa vào đâu mà thịnh lang quân còn có thể làm như không sợ chết. Ta chưa từng dừng lại ở quý gia. Ba năm qua, ta đã lấy đi bí truyền của nhiều phường khác nhau, từ phường cống gấm đến phường nhuộm cây ngọc lan bạch. chỉ cần vài hộp bảo thạch là có thể mua được bí truyền của họ. những bảo thạch đó, bọn họ cả đời cũng không mua nổi một viên. tại sao không bán cho ta? ngươi nhìn xem, phường nhuộm của họ vẫn hoạt động, vài vóc vẫn bán như thường. quý gia tại sao phải cố chấp như vậy? a à thịnh chống cầm nhìn nàng, lắc đầu than thở. ta không muốn giết người. có mệnh mới hưởng được phú quý. Dì ngươi chết vì tham lam, trời cũng không giúp nàng. Người của ta tận mắt thấy nàng ngồi thuyền ở trường Giang Va phải đá ngầm và chìm thuyền. Ai biết thị nữ của nàng sống sót nhờ bơi được đâu. Vì không muốn bị lưng chủ trốn nô, nàng ta đã chủ động bấu víu và cắn mẹ ngươi. Ta chỉ thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Hắn đã lấy được nhiều bí truyền từ các phường nhuộm như vậy. Quý anh anh kinh ngạc, càng tò mò về thân phận của hắn. Nàng nhớn mày hỏi, Ngươi đã có nhiều tiền để mua bí truyền, tại sao lại phải tranh lợi với chúng ta những người thợ nhỏ lẻ? Dì ta coi như là rủi ro va phải đá ngầm, nhưng cũng là do ngươi dùng tiền lớn dẫn dụ, ngươi mới là đầu sò. Nhà ta bình yên, chỉ vì ngươi dẫn gì đến, trong nhà mới có thể gặp rắc rối. Nhờ ngươi, hiệu ra thừa dịp ép ta vào đường cùng. Nhớ lại đêm đó, quý anh anh không thể kiềm chế cảm giác kinh hoàng. Nếu không phải là tang thập tứ lang và các tướng quân của Như Gia gọi triệu tu duyên đi, sự trong sạch của nàng đã bị hủy hoại trong tay con súc sinh đó. Ngươi là kẻ thù tính kế với nhà ta, đừng mơ tưởng dùng lời hoa Mỹ lừa ta. Quý anh anh lạnh lùng nói. Ta thừa nhận ngươi và thuộc hạ đều có võ nghệ, xuất nhập dân chúng như đi dạo trong vườn hoa. Ngươi muốn giết cứ giết, nhà ta chết cũng không cho ngươi bí truyền. Thật sao, nếu có cốt khí như vậy, tại sao phải bán mình cho Dương Gia? Từ bán, kia như được nghiền ra từ kẽ răng, A Thịnh nhướn mày nghiêng đầu nhìn nàng. Nhìn một con mèo bệnh thực sự không thú vị, hắn thích nhìn nàng nổi giận dương nanh múa vuốt. Quý anh anh hất cằm, "Ta vui, ta thích, thật tự nguyện, liên quan gì đến ngươi, nói đủ rồi thì cút đi. Nhà ta không hoan nghênh ngươi, nếu mất hứng thì giết ta, xem ta có cầu xin khoan dung từ ngươi không?" Nghĩ trêu chọc nàng, nhưng kết quả bị phản đòn nghe thấy từ cút, A Thịnh như bị kích thích nhảy dựng lên. Ngươi dám gọi bản vương cút. Hắn tự xưng là bản vương, là vương gia sao, quý anh anh như bị đánh trúng, đầu óc choáng váng. Phá cửa huyện lệnh, diệt môn phủ doãn, chọc giận một vương gia, có thể bị giết cả nhà. Càng nghĩ nàng càng sợ hãi, bắp chân run lẩy bẩy. Nhà đầu này thật sự là tự chuốc lấy hòa, nhân lúc hắn say, cố ý chọc giận để thăm dò thân phận của hắn mới nói một câu đã bị dọa câm nín a thịnh vừa bực mình vừa buồn cười hắn kéo tay nàng quý anh anh ngã vào chiếc kỳ trà bên cạnh hắn thấy rõ nàng thật sự bị hù dọa nhưng ánh mắt nàng vẫn lăn tăn rõ ràng còn đang nghĩ cách a thịnh bóp mặt nàng để nàng nhìn vào hắn đi theo ta rời khỏi ít trâu ta sẽ chăm sóc tốt cho gia đình ngươi quý anh anh đầu óc quay cuồng hắn đang nói gì vậy Ngón tay hắn chạm vào làn da nàng, mềm mại như đậu hũ, chỉ cần dùng lực sẽ bóp nát. Đôi mắt mơ màng của nàng dụ dỗ hắn, hắn cúi đầu định ngậm lấy đôi môi run rẩy của nàng. Bằng, Quý anh anh tát mạnh vào mặt hắn. Ánh mắt nàng lạnh như băng, lộ rõ căm thù và khinh bì. Vương gia thế nào, người của Quý gia không sợ chết, một vương gia đường đường mà hạ thấp mình để cướp đoạt bí truyền của thợ thủ công, không thấy xấu hổ sao? nghèo đến mức ngay cả danh dự cũng không cần nữa à? A à thịnh mặt mày tái mét, sợ rằng nếu nhìn nàng thêm chút nữa sẽ đánh chết nàng. Hắn đứng bật dậy, đánh mạnh vào cửa sổ. Cửa sổ nứt ra, hai miếng cửa gỗ bay ra ngoài. Quý anh, anh bị hành động của hắn dọa sợ, ôm chặt cột giường. Chẳng phải giống như tên trộm nhảy cửa sổ vào sao? Không biết sống chết, sợ đến vậy mà còn dám mạnh miệng. A à thịnh cười nhạt, sau cú đánh này hắn bình tĩnh trở lại. Quý anh anh, nhớ kỹ, hòa từ miệng mà ra. Quý gia muốn dựa vào dương gia đối phó ta, không nghĩ rằng đưa quý gia vào chỗ chết chính là cùng triệu gia đám hỏi. Thạch tòng quân đấu lại được nghiêu phó đô đốc sao? Đáng tiếc, ta không thể xem màn kịch này. Tương lai người sẽ hiểu, từ chối ta là một sai lầm. Hắn rời khỏi cửa sổ, rời xa ánh mắt của quý anh anh. Làm ta sợ muốn chết. Quý anh anh thở hồn hển, quay người chạy ra khỏi phòng lời nói của thịnh lang quân chứa đựng quá nhiều ý nghĩa nàng không thể tiêu hóa ngay được nàng ở nhà nhưng lại chọc giận một vương gia có lẽ mẫu thân có thể đoán ra thân phận của hắn đợi nàng chạy ra khỏi viện nàng lại do dự nghe xong tâm trí nàng rối loạn chân đều mềm nhũn thịnh lang quân là một vương gia liệu có khiến mẫu thân kinh sợ bệnh tình thêm trầm trọng không quý anh anh quay đầu đi tìm ca ca quý diệu đình. chương 110 Đêm khuya gió lạnh gào thét, bên cạnh hoán hoa khê không một bóng người. Tuyết rơi lất phất, bị gió lạnh cuốn đi, thịnh phong trạch hít một hơi sâu, chỉ còn lại những hơi men tàn mát trong không khí. Hộ vệ của hắn đang chờ trong rừng cây phía trước, hắn không vội tiến đến hội hợp mà dừng lại bên bờ sông. Tấm thân ngàn vàng cần phải cẩn thận, đây là lời khuyên của người Trung Nguyên ở Nam Chiếu, vào mùa vụ, đại thần và lão nông cùng nhau xuống đồng làm việc là chuyện bình thường. Hắn xuất thân quý tộc, y vào võ nghệ của mình, thậm chí không cần mang theo hộ về. Nếu bị nhận ra thân phận, hắn chỉ có thể lợi dụng thời kỳ hòa bình giữa Nam Chiếu và Đại Đường, dùng lý do triều đình phồn thịnh để qua mặt. Phía Bắc có dãy núi cao chắn gió rét từ Trường An thổi qua, qua dãy núi lớn, vùng đất này quanh năm xanh tươi bên cạnh hắn có một cây dâu dài. Dụng đồng tục trải dài, cây dâu có thể thấy ở khắp nơi. Mùa đông lạnh giá, cây dâu già này vẫn chưa rụng hết lá, những lá dâu còn lại kiên trì bám trên cành, run rẩy trong gió. Nơi này gần Nam Chiếu nhất, nhờ vào địa thế mà tránh được chiến loạn triều đại, trở thành nơi an cư lạc nghiệp. Sự giàu có và yên bình của tục khiến người Nam Chiếu phải hâm mộ. Bầu trời ở đây luôn bị mây dày che phủ, không có ánh nắng và bầu trời xanh như Nam Chiếu. Nhưng nơi này lại có loại vải còn đắt hơn vàng. Hắn hái một chiếc lá dâu già, lá dâu ở đây không giống như ở Nam Chiếu. Tạm ở Nam Chiếu ăn lá lịch, tơ nhà ra cứng và thô hơn, không thể dệt thành loại gấm tứ xuyên quý giá. Nam Chiếu từ tổ tiên đã dựa vào đại đường để thống nhất lục chiếu, trở thành phụ thuộc của đại đường. Trong mắt thổ phiên và đại đường. Nam Chiếu chỉ là nơi có thể xuất binh trước trong thời chiến, hàng năm cống nạp nông sản. Tùy ý bị trà đạp, tùy ý bị lấy đi, Nam Chiếu chưa bao giờ dừng lại để phát triển mạnh mẽ. Trong vài thập niên, giống dâu tốt đã được đưa đến Nam Chiếu. Tằm được nuôi, tơ lụa được dệt, Nam Chiếu còn hoang sơ, chưa giáo hóa được nhiều người dân man dở. Thợ thủ công dệt tơ lụa thiếu thốn, không đủ để sản xuất quân trang và lương thực. Ba năm qua, hắn dẫn theo thuộc hạ đến thục, tìm vàng, ngọc bích trong núi lớn phía nam, săn răng ngà, ra hổ, mật gấu trong rừng sâu để trao đổi lấy các kỹ thuật nhuộm và dệt bí truyền Hắn không ngừng đưa người nam chiếu vào thục làm học trò để học trộm nghỉ. Phương pháp của hắn có gì sai sao? Thịnh phong trạch từ trong ngực lấy ra một ống trúc tơ vàng, món tay bóp mạnh, ống trúc vỡ giòn tan. Tờ giấy mỏng bị hắn bóp nát trong tay, hung hăng ném xuống sông tờ giấy trắng bị nước sông thấm ướt, nhanh chóng tan biến. Giống như ba năm tâm huyết của hắn, trong nháy mắt biến thành bọt nước. Tâm trạng hắn dần trở nên bình thản, bước vào rừng cây. Hộ vệ thấy hắn đến, dùng ngón tay thổi ra một tiếng chim hót. Các hộ vệ lặng lẽ từ chỗ ẩn nấp bước ra, cúi mình hành lễ với hắn. Cận sư ra dắt ngựa của hắn lại, đưa dây cương cho hắn, nhưng lại ngập ngừng muốn nói rồi thôi. Thịnh Phong Trạch xoay người lên ngựa. Có gì cứ nói. Cận sư gia nói. Chủ tử, ngài không định bắt ba người nhà họ quý về sao? Thịnh Phong Trạch giật mình, nhìn về phía xa nơi có ánh đèn lờ mờ, nhàn nhạt hỏi. Đây là đề nghị của cận sư gia, hay là ý của quốc chủ? Cận sư gia mồ hôi tuôn ra, hắn quỳ dạp xuống đất, giọng run rẩy nói thật. Là quốc chủ hạ lệnh. Trong rừng vang lên tiếng rút đao cận sư gia bị đâm xuyên cổ, chết thảm, không kịp phản kháng. Thịnh phong trạch giơ tay lên, các hộ vệ căm tức nhìn cận sư gia, rồi đưa đao trở lại vào vò. Người anh tốt của ta đã hết kiên nhẫn, nên mới phải dùng bồ câu đưa tin gọi ta trở về Thái Hòa Thành. Thịnh phong trạch nhắm mắt, rồi mở ra, ánh mắt sắc như không tan trong bóng đêm dày đặc. Từ nay ngươi không còn là người của ta, tự lo liệu lấy. Hắn dục ngựa rời đi các hộ vệ theo sát phía sau. Hộ vệ từng bảo vệ cận sư gia tức giận nhổ một ngụm vào hắn, rồi phóng ngựa đi xa, để lại hắn một mình. Gió lạnh thổi đến, trong rừng chỉ còn tiếng gió. Lâu sau, tiếng khóc đứt quãng của cận sư gia vang lên. Không chịu giao ra bí truyền, chúng ta tốn thời gian, phí tài lực mà chẳng được bao nhiêu. Không kịp đợi, ba người nhà họ Quý lần nữa đến nha môn Châu phủ, chờ thái thú đại nhân lên đường. Có lẽ vì không cần giao ra bí truyền, bệnh tình của quý thị đã giảm đi nhiều, tinh thần cũng tốt hơn. Nàng kiên quyết muốn đến nghe đường, phải tận mắt thấy phong thư từ phủ nam tước nghĩa xuyên. Các nhà dịch hô to, thái thú lên đường, ba người nhà họ quý quỳ trước nha môn, bên kia chỉ có một quản sự từ phủ nam tước đến. Không thấy người tỷ nữ kia, thái thú trông như chưa được ngủ ngon, vẻ mặt mệt mỏi. Hắn liếc nhìn mọi người quỳ dưới đường, thấy Quý thị. Thái thú từ Trường An đến, biết rõ từ phủ Trường An nên đánh giá Quý thị vài lần. Người phụ nữ dưới đường kia là Quý Từ thị. Quý thị ngẩng đầu, "Thưa đại nhân, dân phủ đúng là vậy." Ngẩng đầu lên, thái thú sững người một lúc, trong đầu hiện lên một ký ức mơ hồ. Quý nữ đại đường vui chơi trên hồ, từ gia Tam tiểu thư là hậu bối của anh quốc công. Không chỉ giỏi võ nghệ, mà thuật cưỡi ngựa cũng rất tốt. Lúc đó, hắn vẫn chỉ là một học sinh vào kinh thi. Từ xa nhìn thấy một nhóm quy nữ cưỡi ngựa đi qua. Nghe mơ hồ có người nói. Từ gia tam tiểu thư, nhỏ nhất được gả cho tiết độ sứ Phượng Dương. Từ nhị đẹp nhất, nghe nói nghĩa xuyên nam đã đến cầu hôn. Hắn vô thức nhìn theo, nhớ kỹ khuôn mặt xinh đẹp ấy. Khi đó, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là, khi được ghi tên vào cung vàng điện ngọc, hắn cũng có cơ hội lấy được nữ nhân như vậy làm vợ. Ký ức mờ mờ hiện về, người trước mắt giống hệt trong ký ức, khiến hắn thốt lên. Từ nhị nương. Quý thị ngạc nhiên mở miệng, rất lâu rồi, không ai gọi nàng như vậy, đôi mắt chợt tuôn ra nỗi xót xa, nàng cúi đầu. Dân phu gà vào hoán hoa phường của nhà họ quý, nay là quý tử thị. Thái thú đại nhân lập tức tỉnh táo lại, năm tháng trôi qua, từ quy nữ trường An giờ đã thành người vợ thương nhân. Hắn không khỏi cảm thấy lòng mình có chút rung động. Phong thư này là do ngươi tự tay viết sao? Bổn quan đã tìm người xem qua, bút tích độc nhất vô nhị. Hiểu rõ việc giả mạo bút tích, người phụ trách văn thư của lại bộ có vài người có khả năng này. Trong dân gian, những thợ thủ công có tài nghệ này không nhiều, thái thú cũng không quá để tâm. Quý thị nhận thư, không cần đọc nội dung, nhìn tờ giấy nói: Đại nhân, dân phủ chưa từng viết phong thư này. Quản sự phủ nam tước giận dữ hét lên. Rõ ràng là ngươi viết, chẳng lẽ nhà ta lang quân còn có thể vu khống một người phụ nữ thương nhân sao? Người gả cho nghĩa xuyên nam là từ tam, từ gia đổi nữ nhi, nghĩa xuyên nam bởi vậy ghi hận trong lòng. Năm đó, tại sao từ nhị không gả cho nam tước, mà lại gả cho một ông chủ phường nhuồng? Thái thú đột nhiên tỉnh táo, hứng thú chờ xem quý thị giải thích thế nào thưa đại nhân ích châu phủ gần kẹp giang giấy làm bằng tre trúc có chất lượng tốt và giá rẻ vì vậy người ta thường dùng giấy kẹp giang nhưng phong thư này lại được viết trên giấy huy tuyên nhà họ quý chỉ là một phường nhuộm nhỏ không thể sử dụng giấy kẹp giang để buôn bán xa xôi mà lại dùng giấy huy tuyên xin đại nhân tra xét ký lưỡng quý thị nói một mạch không một chút thở dốc thái thú lòng đầy thương xót ôn tồn nói bổn quan đã rõ ngươi hãy nghỉ ngơi Quý anh anh tò mò liếc trộm thái thú một cái, thái độ này tốt thật đấy. Nhìn thái thú đối đãi với mẹ mình như vậy, quả nhiên dương gia có chút quyền thế. Thái thú đại nhân sẽ không sợ nghiêu phó đô đốc sao? Hay là nghiêu mũ nương không ra tay giúp triệu gia? Triệu tu duyên biết rõ thái thú đối với nhà họ quý như vậy, có thể tức giận đến nổ tung không? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn